Kính thưa Thầy, con chuyên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và với tâm nguyện cầu sanh cực lạc, con thường quán tượng A-di-đà, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi học hộ niệm, con muốn niệm danh hiệu Quán Thế Âm đến cuối đời cầu sanh cực lạc. Xin A-di-đà Phật là Quán Âm, Quán Âm là A-di-đà Phật. Con thực hành pháp như vậy có đúng lý, có đúng như lý như pháp không ạ? Khi lâm chung con chờ Ngài Quán Âm như ảnh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, có được không ạ? Chứ vì nghĩ có được không? Y giáo phụng hành, Phật dạy sao mình làm vậy? Tuyệt đối không được làm một điều gì sai lời Phật dạy. Nếu mà chư vị niệm Quán Tâm mà Quán Tâm nghĩ rằng như vậy, Ngài cũng đến chúng ta, Ngài đã phá cái quy luật của pháp môn tịnh độ rồi chăng? Chư vị có thấy không? Ngay như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta là chúng ta niệm A-di-đà Phật, khi mạng chung thì A-di-đà Phật và chư Thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Ta nói giờ ta mến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta chỉ muốn đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng lẽ chúng ta để nói Phật hay Phật làm một cái pháp môn khác cho riêng con? Con mới chịu sao? Đúng không chư vị? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói, những người mà bị khủng nạn, cấp nạn khủng bố hải kinh gì đó, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến giúp cho chúng ta thoát nạn. Thích không? Hay không? Nhưng mà sau đó có một câu, nếu người nào niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì không phải chỉ có một ngày Đức Quán Tâm mà tới 25 vị Đại Bồ Tát, Đánh Giác Bồ Tát đến gia trì giúp đỡ chúng ta vượt qua ách nạn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có thấy cái nghe cái này chưa? Ngài Quán Thế Âm là ở trên cõi Tây Phương thì nhất định tất cả những chúng sanh trên cõi Tây Phương đều phải tùng theo đại nguyện của Đức A-di-đà mà cứu độ chúng sanh đúng. Gọi là tùng nguyện Di-đà cứu độ vãng sanh đúng. Chứ các ngài không thể thay thế cho A-di-đà Phật được. Hiểu không chư vị? Các ngài không bao giờ dậm chân như chúng sanh đâu. Có nhiều người nói lỡ A-di-đà đang ngủ, đang nghỉ mà mình vãng sanh rồi bắt ngài đi như vậy cực quá. Thôi để ngài Quán Thế Âm đi thi cũng được. Chư vị thì tự nghĩ ra một cái lý đạo khác rồi. Ly kinh nhất tự, coi chừng phạm phải một cái đại họa, là tức đồng ma nói đấy chư vị. Vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không được ly một tí nào. Trong cái tứ y pháp Phật dặn rất kỹ, y pháp bất y nhân. Ta là một người phàm phu không được tự ý, nghĩ sao làm vậy? Cụ này nghe rõ ràng chưa? Nhớ nha, không được tự quán à. Tôi quán A-di-đà Phật là Đức Quán Tâm, tại sao chư vị lại có cái gì mà có xích mích với A-di-đà Phật không? Mà tại sao không niệm A-di-đà Phật? Chính Ngài Đức, đứng Ngài Quán Tâm Bồ Tát là vị tá hữu của Đức A-di-đà. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có nói rõ ràng điều này. Niệm Phật là pháp môn đệ nhất
đưa chúng sanh phàm phu vượt qua ách nạn vãng sanh tịnh độ. Người nào thành tâm niệm Phật thì từng phần pháp thân ứng hiện, mà người đó không hay. Cho nên pháp môn niệm Phật là đệ nhất pháp môn. Chúng sanh trong thời phàm phu, chúng sanh trong thời mạt pháp này không nên xa lìa câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị trung thành với ngài Quán Thâm thì nghe ngài Quán Thâm dạy đi. Chính Đức Quán Thâm ngày đêm niệm Phật đó chư vị biết không? Nhớ nha, không được tự ý mình làm điều này. Tịnh hải này chỉ có khuyên chứ không dám ra lời ra rầy chư vị đâu. Mong là đừng nên quán tưởng sai lầm. Chỉ cần lệch một chút, chúng ta đã từng tạo ra không biết bao nhiêu tội chướng với chúng sanh. Oán thân trái chủ chúng ta trùng trùng mà không hay. Chính ngài Ấn Quang đã nói lời này, khi chúng ta tu hành muốn giải thoát, vô tình động đến chư vị quỷ thần trong cái cảnh giới gọi là oán thân trái chủ của chúng ta trong vô lượng kiếp, các ngài tỉnh dậy rồi. Chỉ cần chúng ta làm lệch một chút, chúng ta thượng mạng một chút, chúng ta bước bến một chút, liền bị các ngài am động mà hại chúng ta. Chúng ta không hay. Ngài Ấn Tổ dạy như vậy đấy. Cho nên mong chư vị luôn luôn phải nhớ là Phật dạy là niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh thì chư vị cứ một lòng nghe lời Phật dạy, niệm A-di-đà Phật, lòng thành lòng kính của chư vị, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Nếu mà chư vị làm lệch một chút là tự mình vạch ra đường riêng của mình. Đó là đường riêng của mình hay là pháp tu của mình, chứ không phải pháp của chư Phật. Chư vị có đồng ý chưa? Nhớ cho kỹ nha. Nếu chư vị nói rằng là con niệm Quán Thế Âm để cầu ngài giải nạn cho con thì được. Mà nạn gì đây mà giải? Khi gặp chướng nạn rồi, Phật phòng phốc rồi, mình niệm ngài tới cứu liền. Ngài cứu rồi, nó nên mau mau niệm Phật để trở về Tây Phương. Ta tới ta giúp cho con vượt qua ách nạn công nghiệp chứng, trở về Tây Phương Cực Lạc. Lại luôn luôn cũng nhắc ta niệm Phật. Cho nên mong chư vị phải thực hiện cho đúng chánh pháp, không được tự ý làm theo sự suy nghĩ của mình. Chư vị có chịu chưa? Nhớ nha, đừng nên sơ suất nữa. Không bao giờ mà mình nghĩ là Quán Tâm là A-di-đà Phật thì A-di-đà Phật cũng nhập với Quán Tâm tới để mà hòa đồng với nhau, để mà giúp đỡ mình đâu. Không có một vị Phật nào mà vì một chúng sanh làm sai mà các ngài chiều chuộng được đâu. Nào nếu mà làm như vậy các ngài phá mất cái đạo pháp của chư Phật làm sao, đúng không chư vị? Không bao giờ các ngài mà nghe lời yêu cầu của mình muốn làm sao làm được không? Đúng không thầy? Nhớ chứ, đừng có bao giờ suy nghe chư vị nha. A Di Đà Phật.